Mai Châu xin chào quý khán thính giả đang theo dõi tin trong ngày trên băng tần 57.8 của Việt OCC. Và thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ cho biết đó là BP mua lại công ty tái tạo nhiên liệu với giá là hơn 4 tỷ Mỹ Kim. BP đã thực hiện một nỗ lực lớn đối với nhiên liệu tái tạo. Gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ của Anh thông báo họ đã đồng ý mua năng lượng Archaea. Thỏa thuận trị giá là 3,3 tỷ Mỹ Kim, nhưng với việc BP cũng đang gánh khoản nợ của Archaea, giá trị cuối cùng lên đến là 4,1 tỷ. Các viên chức của BP cho biết việc mua nhà sản xuất khí sinh học có trụ sở ở tại Houston sẽ giúp danh mục năng lượng sạch của họ tăng lên. BP là một trong những công ty dầu mỏ lớn tập trung vào năng lượng chứa ít là carbon. Và công ty cho biết các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này, một phần do các khoản tín dụng thuế của Hoa Kỳ từ các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo. Và một bản tin khác đó là các cuộc đình công mở rộng trong bối cảnh lạm phát ở Pháp. Các cuộc đình công đang mở rộng trên nước Pháp khi ngày càng nhiều công nhân bỏ việc đòi trả lương cao, bao gồm giáo viên và nhân viên vận tải. Với lạm phát tăng vọt, hành động cải thiện tình trạng việc làm đã trở thành một phép thử lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông tái đắc cử vào hôm tháng 5. Pháp hiện đang lao đao vì cuộc đình công của công nhân dầu mỏ kéo dài một tuần, gây ra tình trạng nhiều máy bơm khí. Điều đó đã thúc đẩy Tổng thống Macron tổ chức một cuộc họp khủng hoảng vào hôm thứ Hai cùng với các bộ trưởng đầu tư của ông. Và một bản tin tiếp theo đó là Microsoft sa thải gần 1.000 nhân viên. Một số khoản nhân viên của Microsoft sẽ sớm phải tìm kiếm công việc mới. Theo Axios, gã khổng lồ trong ngành công nghệ đang cắt giảm gần 1.000 nhân viên của mình. Việc sa thải sẽ diễn ra trên nhiều bộ phận bao gồm Azure và Xbox. Một phát ngôn viên của Microsoft đã xác nhận việc cắt giảm, MarketWatch cho biết thêm rằng công ty đã buộc phải thực hiện các thay đổi về cấu trúc. Các công ty công nghệ khác gần đây cũng đã cắt giảm lực lượng lao động của họ bao gồm Snap, công ty mẹ của Snapchat, Apple và Oracle. Và sang một bản tin khác đó nữa là Indonesia phá hủy và xây lại sân vận động nơi 130 người thiệt mạng. Ở Indonesia, sân vận động Kanjuruhan sẽ bị đập bỏ và xây dựng lại. Vào đầu tháng này, hơn 130 người hâm mộ đã thiệt mạng sau khi nhà chức trách bắn hơi cay trong nỗ lực dập tắt một đám đông gây rối với hậu quả tàn khốc. Đây là một trong những thảm họa sân vận động chết chóc nhất thế giới. Tin tức bùng nổ khi chủ tịch của FIFA Gianni Infantino đã đến Indonesia hôm thứ Ba, nơi ông gặp Tổng thống Joko Widodo. Các cuộc thảo luận của họ xoay quanh mong muốn cải thiện các trận đấu, trong khi ông Infantino nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện cơ sở hạ tầng. Và một bản tin tiếp theo đó là tù nhân chia sẻ video bên trong nhà tù Evin ở Iran. Ở Iran, những người biểu tình không có dấu hiệu dừng lại, ngay cả khi cuộc đàn áp tàn bạo vẫn tiếp tục. Theo truyền thông của Iran, 880 người đã bị bắt ở miền Bắc trong thời gian bất ổn gần đây, và 8 người đã thiệt mạng trong vụ cháy vào hôm thứ Bảy tại nhà tù Evin, một nhà tù Tehran nổi tiếng tàn bạo dành cho những người bất đồng chính kiến. Một số tù nhân đã gửi video đến cơ quan cải tạo Iran War cho thấy là tình trạng bên trong nhà tù. Các nhóm nhân quyền lo ngại rằng số người thiệt mạng thực sự có thể cao hơn nhiều. Và một bản tin khác đó nữa là cáo buộc lạm dụng tình dục đối với linh mục ở Chicago. Một linh mục ở Chicago đang phải bị cáo buộc lạm dụng tình dục đã bị yêu cầu rời bỏ chức vụ tư tế. Theo một lá thư từ Tòa Tổng Giám mục Chicago gửi cho giáo sứ Sabina, linh mục Michael Flieger bị cáo buộc lạm dụng một đứa trẻ cách đây hơn 30 năm. Cha Flieger đã phủ nhận các cáo buộc, tuy nhiên theo các viên chức thì cha đã đồng ý từ chức trong khi một cuộc điều tra được tiến hành. Vào năm ngoái, linh mục Flieger đã bị đình chỉ công việc
công việc mục tử sau khi ba người đàn ông cáo buộc xâm hại họ trong những năm 1970. Và cha đã được phục chức sau khi một hội đồng xét duyệt độc lập không tìm thấy đủ bằng chứng để kết luận cha Flieger có tội. Những cáo buộc vu khống làm hại linh mục Flieger đã bị bác bỏ. Thưa quý vị, các sản phẩm hóa học làm thẳng tóc làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các nhà khoa học đã phát hiện ra mối liên hệ giữa các sản phẩm làm thẳng tóc và sự gia tăng nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu đã được tiến hành trước đây tìm hiểu sự liên kết của các hóa chất làm thẳng tóc với các bệnh ung thư liên quan đến một tiết tố hormone như ung thư vú và ung thư buồng trứng. Giờ đây, một nghiên cứu mới được công bố vào hôm thứ Hai cho thấy nguy cơ ung thư tử cung cũng tăng lên. Dữ liệu cho thấy phụ nữ da đen có thể gặp nhiều rủi ro hơn vì sử dụng nhiều sản phẩm hơn. Nguy cơ ung thư tử cung ở tuổi 70 đối với phụ nữ là 1,6% và tăng lên là 4% đối với những người sử dụng sản phẩm. Các nhà nghiên cứu cho biết, các sản phẩm tóc được tiếp thị trực tiếp cho phụ nữ da đen và trẻ em có các hóa chất liên quan đến việc phá vỡ hormone. Và một bản tin tiếp theo đó là hơn 1 triệu bệnh nhân tiểu đường không có lượng insulin cần thiết. Một số bệnh nhân tiểu đường không được bảo vệ như họ cần khỏi căn bệnh này. Theo một nghiên cứu được công bố vào hôm thứ Hai trên tạp chí Annals of International Medicine, 1/3 triệu người mắc bệnh tiểu đường đã bị hạn chế lượng insulin họ dùng vào năm 2021. Kết quả này dựa trên gần 1.000 bệnh nhân tiểu đường sử dụng insulin. Các nhà nghiên cứu cho biết, những người nói rằng họ bỏ qua hoặc dùng liều lượng ít hơn được xem là đang bị hạn chế. Theo nghiên cứu, thì những người không có bảo hiểm y tế là những người bị hạn chế nhiều nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết hơn 37 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ mắc bệnh tiểu đường và đây là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ 7 trên toàn quốc. Và bản tin Hoa Kỳ tiếp theo là Mỹ sẽ buộc Nga chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc tuyên bố vào ngày 17 tháng 10, vài giờ sau khi Nga tấn công các thành phố của Ukraine bằng máy bay không người lái trong giờ cao điểm buổi sáng, khiến ít nhất là 4 người thiệt mạng trong một tòa chung cư ở Kiev. Hãng tin Interfax Ukraine cho hay, những người sử dụng Telegram cho biết có các vụ nổ ở thị trấn Fastiv bên ngoài Kiev, cũng như tại cảng Odessa. Lính Ukraine nã pháo tìm cách bắn hạ các máy bay không người lái của Nga sau khi các vụ nổ làm rúng động thủ đô Kiev vào sáng ngày 17 tháng 10. Phát ngôn nhân của Tổng thống Mỹ nói, Tòa Bạch Ốc cực lên án các cuộc tấn công phi đạn của Nga hôm nay và rằng hành động này tiếp tục chứng tỏ sự tàn bạo của ông Putin. Và một bản tin khác đó nữa là VinFast ra mắt xe chạy điện ở Paris, mở chi nhánh ở châu Âu. Theo báo World, hãng tin xe hơi Việt Nam VinFast cho ra mắt lần đầu tiên 4 mẫu xe điện ở Paris và cùng lúc mở 3 chi nhánh ở Pháp, Đức và Hà Lan trong nỗ lực tấn công vào thị trường châu Âu sau thị trường Mỹ. Truyền thông của Việt Nam đưa tin, có 4 mẫu xe hơi điện của hãng được giới thiệu ở Paris Motor Show năm 2022, một trong những triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, gồm có mẫu xe VF6, VF7, VF8 và VF9. Hôm tháng 9, một thông báo của tập đoàn lớn nhất Việt Nam cho biết VinFast sẽ xuất khẩu lô xe VF8 đầu tiên với số lượng là khoảng 5.000 chiếc tới Mỹ, Canada và châu Âu vào cuối tháng 11 năm nay. Theo dự kiến, khách hàng quốc tế đầu tiên của VinFast có thể được nhận xe vào tháng 12. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong phần tin tức ngày mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.